và rãnh áp thấp cùng suy yếu, những cơn mưa rông ở miền Bắc giảm dần. Tại thủ đô Hà Nội trời nhiều mây vào buổi sáng, đến trưa và chiều mây giảm, trời chuyển nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày tăng lên 32 độ. Đến tối và đêm mức nhiệt ở Hà Nội sẽ giảm dần xuống ngưỡng 25 độ, tiết trời dịu mát hơn. Theo nhận định, thời tiết mát mẻ, tạnh giáo ở Hà Nội sẽ còn duy trì đến hết tháng 9. Đến với thành phố Hải Phòng và các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ, thời tiết cũng đang có xu hướng chuyển tốt, nhưng chậm hơn so với các tỉnh, thành phố ở sâu trong đất liền. Trong buổi sáng ở Hải Phòng, trời vẫn còn có lúc có mưa rào nhẹ, nhưng đến trưa và chiều, mưa cũng chấm dứt và trời chuyển nắng. Nền nhiệt ngày dao động ở quanh mức là 30 độ. Về tối và đêm, đôi lúc ở Hải Phòng thì vẫn có mưa, dù lượng không lớn, nhưng nó cũng có khả năng làm ướt áo. Vì vậy, khi đi ra ngoài trong khoảng sáng và đêm, thì quý vị vẫn nên mang theo ô, mũ để phòng tránh những cơn mưa, đảm bảo sức khỏe. Trong ngày hôm nay, trời ít mưa, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay cũng chỉ xấp xỉ khoảng 33 độ ở tại thành phố Đà Nẵng. Trong khi đó, gió lại thổi hướng Nam với tốc độ từ 3 đến 4 mét trên một giây. Vì thế, trong ngày không có lúc nào là xuất hiện tình trạng nóng bức. Còn về tối và đêm tại đây, mức nhiệt chỉ dao động trong khoảng từ 25 đến 26 độ. Tiết trời khá là mát mẻ. Dự báo kiểu thời tiết mát mẻ, tạnh giáo ở Đà Nẵng vẫn còn duy trì gần như là liên tục suốt cả tuần. Sau những ngày liên tục có mưa dông từ hôm nay, thành phố Đà Lạt được dự báo sẽ có mưa tập trung về chiều tối và cường độ mưa thì cũng giảm dần, không còn mạnh như những ngày trước nữa. Tuy nhiên, vào ban đêm, trời vẫn còn rét với nhiệt độ thấp nhất chỉ vào khoảng từ 14 đến 15 độ, nên quý vị lưu ý giữ cơ thể ấm để bảo vệ cho sức khỏe. Còn khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều, ở đây duy trì trạng thái tạnh giáo, có nắng, nhưng nhiệt độ cao nhất ngày cũng không vượt quá ngưỡng 23 độ. Dãy mây dông ở phía Nam yếu đi. Trong ngày hôm nay, Nam Bộ nói chung, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh sẽ quay trở lại chịu tác động thuần túy của gió mùa Tây Nam. Vì thế, trên khu vực vẫn có mưa, nhưng chỉ là mưa dông vào thời điểm chiều tối. Đáng lưu ý là mưa lại diễn ra vào đúng giờ tan tầm. Vì thế, bên cạnh nguy cơ đường xá trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, thì người dân cũng cần đề phòng với khả năng tình trạng ngập úng hoặc là ùn tắc giao thông. Còn vào ban ngày, trời hầu như không mưa và có nắng, song tiết trời không quá oi bức, với nhiệt độ cao nhất ngày chủ yếu dao động trong khoảng là từ 31 cho tới 32 độ. Cùng chung xu thế thời tiết của các tỉnh thành phía Nam, từ hôm nay, thành phố Cần Thơ được dự báo cũng chỉ có mưa rào và dông vào chiều muộn. Cường độ mưa cũng sẽ giảm, không còn mưa dông với lượng khá như những ngày trước đó nữa, nên nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh cũng giảm theo. Mưa giảm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam sẽ tăng nhẹ trở lại. Cao nhất ngày ở tại thành phố Cần Thơ sẽ phổ biến trong khoảng từ 31 đến 32 độ.